Tổng thống Zelensky sắp phải ra đi. Video UAV cảm tử Nga bắn đổ hàng loạt xe tăng của Ukraine. Nga tấn công lớn vào hậu phương Ukraine gây thiệt hại nặng. Máy bay không người lái Nga phá hủy thiết bị đầu cuối Starlink ở Kherson. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 2 tháng 2, doanh nhân người Đức gốc Phần Lan và cựu chủ sở hữu của dịch vụ lưu trữ tệp lớn nhất Mega Upload Kim.com cho biết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể rời bỏ chức vụ của mình trong tương lai gần. Ông Kim.com viết, Zelensky đã thua trong cuộc chiến giành quyền lực. Sự ra đi của ông ấy dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã gặp người kế nhiệm trong chuyến thăm Ukraine. Những ứng cử viên cho vị trí này gồm có Zaluzhny, Budanov, Poroshenko. Trước đó, trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Konstantin Garilov, bày tỏ quan điểm rằng mục đích của chuyến thăm Kiev của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ là để đánh giá tình hình xung đột giữa Zelensky và Zaluzhny. Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko vừa qua dẫn các nguồn tin cho biết, tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã được lệnh từ chức. Theo nhà báo điều tra Mỹ Semmelhurst, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn sa thải tư lệnh quân về việc theo đuổi lệnh ngừng bắn với Nga. Ông Hurst cho biết, một số người Mỹ tin rằng ông Zelensky muốn sa thải vị tướng chỉ huy. Nguồn tin nói rằng chính phủ Ukraine đang trì hoãn quá trình này. Nguồn tin cho biết, Tổng thống Zelensky buộc phải đảo ngược quyết định của mình khi các đối tác quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Vương quốc Anh, bày tỏ lo ngại về hành động của nhà lãnh đạo Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử Lancet để bắn đổ 3 xe tăng của Ukraine. Cuộc tập kích diễn ra tại tiền tuyến Bakhmut, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Báo cáo của Nga cho biết, UAV trinh sát của lực lượng lính dù Usuri đã phát hiện ra 2 xe tăng Ukraine trên một cung đường trống. Sau khi xác định được vị trí của mục tiêu, 2 UAV Lancet đã được triển khai để tập kích. Đòn tấn công chính xác đã làm 2 xe tăng Ukraine phát nổ và mất đi khả năng tác chiến. Ở phần sau đoạn video, lực lượng Nga đã sử dụng biện pháp tương tự để bắn hạ một xe tăng khác của Ukraine trong đêm. Camera tầm nhiệt trên UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra xe tăng này. Kênh Military Summary đưa tin cho biết, quân đội Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào hậu phương của Ukraine, gây ra tổn thất lớn cho đối phương, khiến Kiev mất hàng trăm binh sĩ mỗi tuần. Trước đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này cũng đã thực hiện một cuộc tấn công táo bạo ở Crimea, phá hủy một tàu hộ vệ tên lửa của Nga. Cuộc tấn công này cho phép người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine, Budanov, ghi thêm điểm trước khi có thể được bổ nhiệm vào chức vụ tổng tham mưu trưởng. Trong diễn biến nóng tại Mariinka, cuộc tấn công của Nga về phía Tây Bắc đã đạt kết quả thắng lợi, áp sát Krasnogorivka từ phía Nam. Trong khi đó, tại Bakhmut, kênh SGS cho biết, lữ đoàn 93 của Kiev đã chiếm được một số cứ điểm của Nga ở phía bắc Bogdanovka. Trong khi đó, tại Nam Donetsk, ghi nhận có sự tiến bộ của Nga ở phía bắc Georgievka trong khu vực Mariinka. Các kênh truyền thông Ukraine xác nhận lực lượng Nga tiếp tục có các bước tiến mới về Tani. Theo nguồn tin tiết lộ, máy bay không người lái UAV tàng hình S-70 Okhotnik B của Nga sẽ chính thức ra mắt trong năm 2024. Việc sản xuất hàng loạt UAV chiến đấu tàng hình S-70 Okhotnik B của Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm nay, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển mẫu UAV tàng hình do Sukhoi thiết kế. Được biết, S-70 Okhotnik B đã gần hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cũng như cải tiến cuối cùng và sắp bước vào sản xuất hàng loạt. Như vậy, nếu quy trình sản xuất diễn ra theo đúng kế hoạch, trong tương lai gần, quân đội Nga sẽ sở hữu một loại vũ khí mới uy lực, đáp ứng đủ các tiêu chí về khả năng phòng thủ cũng như tấn công. S-70 Okhotnik B, hay còn gọi là Hunter B, là mẫu máy bay chiến đấu không người lái có khả năng tàng hình do Sukhoi phát triển. UAV có trọng lượng cất cánh tối đa 25 tấn và có sải cánh rộng tới 20 mét, cho phép phương tiện có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện khác nhau. Bên cạnh đó, thiết kế cánh bay khí động học cùng với việc sử dụng vật liệu composite và lớp phủ tàng hình khiến S-70 gần như không bị phát hiện bởi radar của đối phương. S-70 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h, phạm vi hoạt động 6.000 km. Về khả năng trang bị vũ khí, S-70 có 2 khoang vũ khí bên trong và có khả năng mang tới 2 tấn đạn dược.
Tính linh hoạt này khiến S-70 trở thành một vũ khí đáng gờm cho các nhiệm vụ tấn công và trấn áp mục tiêu. Thống đốc vùng Kherson Volodymyr Sando cho biết, lực lượng thuộc cụm quân Donetsk đã phá hủy một thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine bằng máy bay không người lái Lancet. Ông Sando viết trên Telegram, trong một ngày qua, lực lượng thuộc cụm quân Donetsk tiếp tục tấn công đối phương bằng các loại hỏa lực khác nhau. Tại khu vực ven biển Kherson, pháo binh Nga đã phá hủy một kho đạn, một bệ phóng UAV và trạm phản pháo ANTPQ-50. Máy bay không người lái Lancet đã phá hủy hoặc bắn trúng 3 xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 3 vị trí pháo binh, một bệ phóng máy bay không người lái và một thiết bị đầu cuối Starlink. Ông cho biết thêm rằng máy bay không người lái FPV và đạn thả từ máy bay không người lái đã rơi trúng một chiếc tàu cùng 3 căn cứ tạm thời của quân đội Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin từ các quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Trung Quốc dường như đã cảnh báo Kiev rằng quan hệ song phương giữa hai nước có thể bị tổn hại vì Ukraine đưa hơn 10 công ty Bắc Kinh vào danh sách nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh. Theo các nguồn tin giấu tên, cảnh báo này dường như đã được chuyển tới Ukraine vào tháng trước tại cuộc gặp giữa các đại sứ Trung Quốc tại Kiev với các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev và Bộ Ngoại giao Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Ukraine đã liệt kê 48 công ty trên toàn cầu, trong đó có 14 công ty từ Trung Quốc là nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh, mà họ cho rằng các hoạt động kinh doanh của những đơn vị này đã hỗ trợ cho nỗ lực của Nga ở nước láng giềng. Trung Quốc có nhiều công ty nhất trong danh sách, tiếp theo là Mỹ, Pháp và Đức, lần lượt có 8, 4 và 4 công ty. Trong nhiều tháng qua, Ukraine vẫn tương đối thận trọng nhằm không làm nền kinh tế thứ hai thế giới mích lòng và đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh tham gia các nỗ lực ngoại giao vì hòa bình của Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 2 đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với 4 công dân Israel do các hành động bạo lực đối với người dân Palestine ở các khu định cư ở bờ Tây. Theo sắc lệnh này, tài sản tại Mỹ của các cá nhân bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa và công dân Mỹ bị cấm không được quan hệ với những người này. Trong thông báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ phản đối các hành động cản trở ổn định ở bờ Tây cũng như triển vọng hòa bình và an ninh cho cả người dân Israel và Palestine. Mỹ kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực chống lại dân thường ở bờ Tây, đồng thời buộc những kẻ liên quan phải chịu trách nhiệm. Washington cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình, bao gồm một giải pháp hai nhà nước, cũng như an ninh và an toàn cho người dân Israel và Palestine. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 1 tháng 2 tuyên bố, quân đội nước này đã giành chiến thắng tại thành phố Khan Yunis, trung tâm miền nam Gaza, và sẽ tiếp tục tiến đến Rafah, giáp biên giới Ai Cập. Hiện nay, hơn một nửa trong tổng số 2,3 triệu người dân Gaza đang lánh nạn tại khu vực Rafah, trú ẩn trong các căn lều tạm bợ và phải chịu cảnh đói khát, giá lạnh. Người dân Gaza cho biết, quân đội Israel đã tấn công các khu vực xung quanh bệnh viện Khan Yunis và tăng cường các cuộc tiến công tới Rafah, thành phố nằm sát biên giới Ai Cập. Còn với người dân Palestine, việc chấm dứt giao tranh cần phải được thực hiện ngay lập tức để họ có thể trở về nhà sau nhiều tháng kiệt sức vì xung đột căng thẳng. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 2 tháng 2, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình lần thứ tư trong năm nay. Liên quân Hàn Quốc đã phát hiện vụ phóng vào khoảng 11 giờ theo giờ địa phương từ bờ biển phía Tây, song chưa xác nhận số tên lửa được phóng trong vụ này. Trong thông cáo báo chí, cơ quan này nêu rõ quân đội đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi tình hình. Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-2. Trước đó, ngày 24 tháng 1, Triều Tiên đã lần đầu tiên thử một số tên lửa hành trình Bunhwasan-331. Sau đó, ngày 25 tháng 1, nước này đã thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía đông và tuyên bố đây là loại tên lửa Bunhwasan-331. Giới chuyên gia cho biết, tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm rất khó phát hiện và bắn hạ và có khả năng tấn công chính xác. Ngày 1 tháng 2, Iran đã khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới với công suất dự kiến 5.000 MW tại tỉnh Hormuz, miền nam nước này. Phát biểu tại lễ khởi công, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran IAEA, ông Mohammad Eslami cho biết, nhà máy điện Iran Hormuz gồm 4 tổ máy với công suất 1.250 MW sẽ hoàn toàn do các chuyên gia, kỹ sư trong nước xây dựng. Kinh phí xây dựng nhà máy này lên tới 15 tỷ đô la Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đóng góp. Theo ông Eslami, sau khi hoàn tất, nhà máy Iran Hormuz có công suất phát 5.000 MW điện, nâng tổng lượng điện hạt nhân của nước này lên 20.000 MW vào năm 2041.
Trước đó, một nhà máy điện hạt nhân của Iran nằm tại tỉnh Buser miền nam nước này đã bắt đầu phát điện từ năm 2011 với công suất 1.000 MW. Iran khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình, chủ yếu nhằm phát điện và sản xuất dược chất phóng xạ. Vào nửa cuối năm 2023, Việt Nam, một điểm sáng trong nhãn quan chính trị của các cường quốc, đã gây chú ý chưa từng có trên trường quốc tế khi liên tiếp đón tiếp hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dẫn đến một kết quả hết sức tốt đẹp, là một thỏa thuận lịch sử nâng cấp đưa Mỹ trở thành đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ ngoại giao cấp cao nhất của Việt Nam, mà trước đó đã được dành cho bốn nước là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc. Và chỉ 3 tháng sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo cam kết xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai và nâng cấp mối quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác trong các vấn đề như tuần tra trên biển, thương mại và phòng chống tội phạm. Khép lại một năm ngoại giao đỉnh cao chưa từng có này, Việt Nam đã hoàn tất thỏa thuận thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Cho dù sự kiện này nhận được ít sự chú ý hơn do bị lu mờ bởi hai chuyến thăm tối quan trọng trước đó. Và tuy nhiên, việc nâng cấp mối quan hệ với Nhật Bản trên thực tế lại có ý nghĩa nhất trong 3 mối quan hệ quan trọng được Việt Nam nâng cấp trong năm nay. Do nó cho thấy rõ thực chất chính sách đối ngoại tương lai của nước này, Nhật Bản giờ đây đã trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam vào lúc Hà Nội đang tìm kiếm con đường riêng của mình thông qua việc đa dạng hóa nguồn hỗ trợ kinh tế và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhiều chủ thể quốc tế mà không để mình dính vào bãi mìn chiến trường của nền chính trị nước lớn. Nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hà Nội là không gây phản ứng bất lợi từ Bắc Kinh, là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc vừa là người mang lại lợi ích vừa là thách thức đối với Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ cho đến những năm 1970, Trung Quốc là nước viện trợ quan trọng, đặc biệt là viện trợ quân sự cho Việt Nam. Quan hệ hai nước đã thay đổi bắt đầu từ năm 1979, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam vì tội đã lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, được Bắc Kinh hậu thuẫn ở Campuchia. Cuộc chiến tranh biên giới diễn ra chớp nhoáng nhưng nó đã làm đảo lộn hoàn toàn mối quan hệ Việt-Trung và để lại một di sản là một tâm lý bài Trung Quốc mạnh mẽ trong lòng người dân Việt Nam. Tranh chấp lãnh thổ tiếp tục diễn ra giữa hai nước ở Biển Đông càng khiến tâm lý bài xích này trở nên sâu sắc hơn nữa. Và bất chấp bất đồng này, quan hệ thương mại và kinh tế với Trung Quốc vẫn phát triển và đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Điều này đã buộc Hà Nội phải hết sức thận trọng trong mọi hành động đối với Bắc Kinh. Và mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc luôn ở trong một tình trạng tế nhị nhiều thập kỷ qua, vừa hợp tác vừa tìm cách để bảo vệ lợi ích của mình. Điều này được thể hiện rõ qua việc cổ máy truyền thông Việt Nam đã không đưa tin rầm rộ trước khi Việt Nam chính thức nâng cấp quan hệ với Mỹ để tránh chọc giận Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc không trực tiếp chỉ trích Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh vẫn lên tiếng ám chỉ rằng quan hệ đối tác Việt-Mỹ có thể là phản ánh tâm lý chiến tranh lạnh và đã kêu gọi Washington tôn trọng nguyện vọng ổn định và phát triển của các nước châu Á. Tuy nhiên, việc Việt Nam đã quyết định nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lại không giống lên hồi chuông cảnh báo giống như quan hệ Việt-Mỹ. Khác với Mỹ, Nhật Bản không theo đuổi chiến lược kiềm chế quyết liệt đối với Trung Quốc, cho dù quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc hiện cũng không mấy suôn sẻ do các tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Do tâm lý bài Trung Quốc mạnh mẽ này, trong dân chúng Việt Nam đã hết sức thận trọng tránh tham gia sâu sát các dự án cơ sở hạ tầng thuộc sáng kiến vành đai con đường BRI của Trung Quốc. Mặc dù bề ngoài vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến này, nhưng Việt Nam luôn tỏ ra cảnh giác trước nguy cơ phụ thuộc quá mức vào đầu tư của Trung Quốc. Một phần do lo ngại bẫy nợ tiềm tàng cũng như những tác động chiến lược từ một mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Trái lại, các khoản đầu tư của Nhật Bản dường như lại nhằm hỗ trợ giúp Việt Nam giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại lớn và là nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam. Ngay cả trước khi nâng cấp lên mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Nhật Bản cũng đã đóng một vai trò đáng chú ý trong việc tài trợ và hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Việt Nam, như các dự án hiện đại hóa đường sắt đô thị, xây các đường cao tốc và phát triển cảng biển nước sâu. Đáng chú ý, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được nâng cấp, Nhật Bản đã cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế và an ninh với Việt Nam, đặc biệt là tập trung đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao và cần thiết để Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế và hội nhập trong khuôn khổ kết nối khu vực. Về phần mình, Mỹ cũng đã cam kết đầu tư vào sự phát triển Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác được nâng cấp. Tuy nhiên, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam trước mắt khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Việt Nam về cơ sở hạ tầng.
Mỹ thường có xu hướng tài trợ cho các kế hoạch phát triển dài hạn trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu và y tế. Và dường như mối quan hệ ít ồn ào hơn với Nhật Bản có thể phản chiếu thực chất hướng phát triển tương lai của Việt Nam. Điều này không có ý nghĩa là Việt Nam không coi trọng sự hợp tác từ Washington và Bắc Kinh, nhưng nó lại cho thấy Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu cho sự ổn định và quyền tự quyết trong trò chơi quyền lực giữa các nước siêu cường. Mối quan hệ của Việt Nam với Nhật Bản là một phần trong chiến lược tổng thể nâng cấp quan hệ với tất cả các nước chủ chốt trong khu vực. Việt Nam dự kiến sẽ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Australia trong năm 2024 và đang xem xét nâng cấp quan hệ tương tự với Singapore và Indonesia. Chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam tỏ ra hết sức linh hoạt dựa trên tình hình thực tế, đặt ưu tiên vào việc thêm bạn bớt thù, không chỉ đơn thuần là một cách phản ứng khôn ngoan trước sự cạnh tranh giữa các cường quốc, mà còn là một trong những nỗ lực có tính toán của Việt Nam để có thể tồn tại trong một thế giới ngày càng trở nên đa cực, một thế giới nhiều chủ thể toàn cầu chứ không chỉ tập trung duy nhất vào các siêu cường trong việc định hình bối cảnh địa chính trị. Các chiến lược đi dây vững vàng như Nguyễn Chuyển. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden đã giúp nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Còn chuyến thăm Việt Nam 3 tháng sau đó của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức thậm chí còn cao hơn mức đối tác chiến lược toàn diện đó. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden đã giúp nâng quan hệ Việt Nam-Mỹ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Còn chuyến thăm Việt Nam 3 tháng sau đó của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nâng cấp quan hệ hai nước lên mức thậm chí còn cao hơn mức đối tác chiến lược toàn diện đó. Đối với Trung Quốc, chuyến thăm Việt Nam của ông Tập là hết sức thành công. Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 36 thỏa thuận hợp tác và ra một tuyên bố chung nhấn mạnh việc hai bên sẽ chủ động giải quyết những bất đồng xung quanh các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hai nước cũng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và thỏa thuận nâng cấp quan hệ lên cao hơn mức đối tác chiến lược toàn diện của năm 2008. Tuy nhiên, đã có một sự khác biệt rõ ràng trong việc lựa chọn ngôn từ trong tuyên bố chung Trung Việt trong bản tiếng Anh và tiếng Việt của Việt Nam, cũng như bản tiếng Trung trên website của Chính phủ Việt Nam cụm từ Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược đã được sử dụng thay cho cụm từ Cộng đồng chung vận mệnh. Nói một cách đơn giản, Trung Quốc muốn nâng cấp mối quan hệ Trung Việt lên tới mức cộng đồng chung vận mệnh, lặp lại khái niệm cộng đồng chung vận mệnh do ông Tập đưa ra năm 2013. Tuy nhiên, Việt Nam chọn cụm từ cộng đồng chia sẻ tương lai có ý cho thấy mối quan hệ này có tầm quan trọng giảm xuống và ở mức độ thấp hơn. Một số tờ báo nước ngoài gọi đây là một cộng đồng với nhiều cách giải thích khác nhau. Việc thay đổi ngôn từ hết sức tinh tế này đã cho thấy kỹ năng ngoại giao ngày càng lão luyện của Việt Nam trong những năm gần đây, cũng như cho thấy cách giải quyết tuyệt vời mối quan hệ của nước này với Trung Quốc và Mỹ nhằm đem lại lợi ích cho mình như thế nào. Bị kẹt giữa hai nước đang cạnh tranh quyết liệt với nhau không phải là điều bất lợi, mà trái lại dường như lại là điều có lợi cho Việt Nam. Điều này có được là do chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam. Theo đó, nước này đi theo một phong cách ngoại giao giống như cây tre, luôn vững vàng nhưng vẫn nguyễn chuyển trước gió. Khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ bắt đầu diễn ra vào năm 2018, chuỗi cung ứng toàn cầu đã trải qua một quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ. Việt Nam khi đó đã tận dụng vị trí địa lý cũng như giá công nhân thấp của mình để thu hút phần lớn đơn hàng sản xuất từ Tây của Trung Quốc. Sau khi Joe Biden lên cầm quyền năm 2021, Việt Nam đã trở thành một đối tác thậm chí còn quan trọng hơn trong chính sách chuyển chuỗi cung ứng sang nước bạn bè của Mỹ. Theo quan điểm của Mỹ, do Việt Nam bị kẹt vào cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, nên nước này một cách tự nhiên đứng về phe với Mỹ trong việc đối trọng với Trung Quốc. Mỹ coi Việt Nam là một mắt xích quan trọng cần lôi kéo trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, và các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước đã trở nên thường xuyên hơn cùng với thời gian. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không sao nhãng việc thúc đẩy các quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc. Tháng 10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nước này đóng cửa vì đại dịch COVID-19 trong 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, trong những phát biểu công khai, Việt Nam vẫn thường xuyên nhấn mạnh rằng nước này coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là một đòi hỏi khách quan, một sự lựa chọn chiến lược và là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Một số học giả Trung Quốc cho rằng Việt Nam vẫn coi mình là một nước xã hội chủ nghĩa, nên mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em với Trung Quốc chính là nền tảng của chính sách ngoại giao của Việt Nam.
Tuy nhiên, các học giả Việt Nam lại có cách giải thích khác về mối quan hệ này. Việt Nam nhiều lần trấn an Trung Quốc bằng cách nhấn mạnh đến hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa chung giữa hai nước nhằm giảm bớt căng thẳng trong quan hệ, và Việt Nam rất có kinh nghiệm với việc này. Chẳng hạn khi quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng vào năm 2014, thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển của Việt Nam, hoặc trong các cuộc tranh chấp trên biển vào các năm 2017 và 2018, Việt Nam đã dựa trên hệ tư tưởng chung để trấn an Trung Quốc. Theo các học giả Việt Nam, mặc dù cái gọi là cộng đồng vận mệnh chung, theo đó quan điểm của Việt Nam sẽ không thể ngăn được một cuộc chiến tranh Trung Việt trên thực tế nếu nó xảy ra, nhưng nó cũng đủ để hai nước giải quyết những bất đồng nhằm tránh một sự tan vỡ hoàn toàn quan hệ giống như những gì đã xảy ra vào năm 1978. Tuy nhiên, việc Việt Nam và Trung Quốc nâng cấp quan hệ cũng không hề ám chỉ rằng Việt Nam đã tham gia phe chống lại Mỹ. Điều này có thể thấy rất rõ trên thực tế. Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng trở nên phức tạp, việc Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ và các cường quốc quan trọng khác, đồng thời không hẳn ngã sang các nước láng giềng quan trọng khác, là điều hoàn toàn tự nhiên. Trên thực tế, Việt Nam có thể thu được những lợi ích thực sự qua việc tăng cường hợp tác với các nước láng giềng quan trọng như Trung Quốc chẳng hạn. Chưa kể Nhà Trắng sẽ chuyển giao quyền lực sau năm 2024 và rất có thể Donald Trump, người chủ trương đường lối biệt lập, sẽ trở lại nắm quyền. Trong bối cảnh như vậy, chẳng ai dại gì từ bỏ mối quan hệ đang sinh lợi với Trung Quốc cả. Chính sách ngoại giao khôn khéo của Việt Nam theo đó theo đuổi những đảm bảo chiến lược để duy trì an ninh của mình hơn là chỉ tập trung vào những biện pháp kiềm chế, và thực sự đáng để các quốc gia trên thế giới phân tích và tham khảo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!